quý vị và các bạn, thời gian gần đây các nhóm tôn giáo tự xưng như hội Thánh Đức Chúa Trời đã xuất hiện trở lại tại một số tỉnh thành với những chiêu trò tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo người dân, phát triển tổ chức hoạt động, truyền bá tà đạo trái pháp luật. Đã có một số người mù quáng tin theo. Dù núp bóng dưới bất kỳ hình thức nào, thì những hoạt động này cũng cần phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Cảnh giác với các tổ chức tôn giáo tự xưng là nội dung chính mà chuyên mục Góc Nhìn Thẳng Kỳ này đề cập. Mời quý vị cùng theo dõi. Đã 5 năm trôi qua kể từ khi tụ điểm của một nhóm tự xưng là Hội Thánh Đức Chúa Trời bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý tại thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng. Nhưng ông Tác và ông Sự vẫn nhớ như in những gì từng xảy ra. Ông Tác cũng là người trực tiếp trèo tường để vào thám thính xem trong căn phòng trọ mà những người lạ mặt kia thường tụ tập ban đêm để làm gì. Tôi nghe đâu là nó làm là Chúa Trời, Chúa Đất gì thì cái thời gian đấy chúng tôi còn phải vượt cả bờ tường vào nghe xem người ta làm gì. Người ta có đốt hương, đốt khoái không, sau đó chúng tôi báo cáo về xã. Thế là từ đấy là anh em tôi dập. Thủ phạm hoạt động của chúng bây giờ thực ra thì nó tinh vi hơn. Đấy như là nói là phải mạng ngủng, chứ còn trước kia thì nó hoạt động nó không như bây giờ. Nó bây giờ hoạt động nó cũng hoạt đơn thôi. Chủ yếu là tập trung con người này khác các thứ, nhưng bây giờ nó hoạt động trên hệ điện thoại, điều thông minh thì tôi cũng không nắm được. Nhưng mà thôi khuyến cáo là bà con là tất cả là nêu cao tinh thần cảnh giác để tránh xa. Không chỉ tại Yên Dũng, cơ quan an ninh công an tỉnh Bắc Giang đã từng phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức đấu tranh, giải tán, triệt phá các lực lượng của hội nhóm tự xưng này khoảng 400 thành viên ở các huyện Việt Yên, Yên Thế, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang. Thời gian gần đây, các hội nhóm, các đạo giáo chưa được cấp phép hoạt động này lại liên tục có những hoạt động truyền bá làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hiện nay hội thánh này hoạt động với rất nhiều những cái hình thức thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện và đặc biệt là thực hiện cái việc tuyên truyền qua mạng internet. Nếu như người dân mà không nâng cao cảnh giác thì rất dễ nhầm lẫn và bị dụ dỗ lôi kéo tham gia. Đấy, khi mà tham gia rồi thì nó mang lại các cái hệ lụy rất là khôn lường. Chị Nguyễn Thị Thanh ở thành phố Bắc Giang vừa có phần hoang mang, lo lắng, vừa xen lẫn cả sự rụt rè. Bởi điều mà chị biết tưởng như chỉ có ở trên truyền hình hay internet ở nơi xa nào đó thì nay cạm bẫy Thánh Đức Chúa Trời đã xen vào cuộc sống của gia đình bạn học cùng chị và gần hơn nữa là ngay chính người thân họ hàng của mình. Con đã từng đi học đại học, 2 năm học đại học và đã bị lôi kéo vào cái đạo Đức Chúa Trời. Bố mẹ bỏ cả công việc làm ăn thứ để đi tìm con, chứ còn hợp nữa thì cũng đã bước chân vào cái Đức Chúa Trời này cũng không biết từ bao giờ, gia đình cũng ngăn cản cũng không được. Sự trở lại của chúng thời gian gần đây với những chiêu thức tinh vi hơn trước khi đã lợi dụng công nghệ internet để truyền bá, nhóm họp giao giảng tà đạo. Chúng hoạt động với những nguyên tắc riêng hết sức chặt chẽ, khiến bên ngoài rất khó có thể thâm nhập hội nhóm. Mặc dù khuyên thánh đồ không phải làm, nhưng lại phải nộp 10% thu nhập qua các phong bì không để tên làm kinh phí duy trì hoạt động. Bên cạnh sự nguy hại của nhóm tự xưng Hội Thánh Đức Chúa Trời này, thì gần đây theo nhiều nguồn tin phản ánh cũng đang xuất hiện một số nhóm đối tượng đang ngấm ngầm truyền bá những hoạt động tôn giáo khác. Tất cả những tài liệu, video, tranh ảnh gọi là giáo lý, giáo luật của các tổ chức tôn giáo tự xưng ấy đều không có nguồn gốc, không do tổ chức có tư cách pháp nhân phát hành. Chúng tôi cũng cảnh báo và khuyến báo đến người dân khi mà tham gia tiếp xúc các thông tin trên mạng internet thì hãy cảnh giác và có cái sự thông thái của mình khi mà tiếp nhận thông tin, tránh để các cái đối tượng xấu rồi dụ dỗ lôi kéo tham gia vào các cái tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật nói chung và tham gia vào các tổ chức hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ nói riêng trên địa bàn. Hiến pháp năm 2013 và luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Song tôn giáo nào muốn hoạt động cũng phải đăng ký được cơ quan chức năng cấp giấy phép. Vì vậy mọi người dân cần tỉnh táo, sáng suốt, không để lôi kéo vào những hoạt động núp bóng tôn giáo dẫn tới hậu quả cho bản thân gia đình, góp phần gây phức tạp về tôn giáo, từ đó các thế lực thù địch phản động lợi dụng can thiệp, gây phức tạp an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị, đã có rất nhiều những gia đình phải ly tán, con phải xa mẹ cha, vợ chồng bất hòa, nhiều hoàn cảnh cho con đi học đại học, những tưởng mong con nên người để rồi lại đau đớn tuột mất con khi chúng rơi vào những chiêu trò hội nhóm, tà đạo không lối thoát. Trước thực trạng này, dư luận có nhận định và phản ứng ra sao? Phóng viên chuyên đề đã có cuộc phỏng vấn ngắn với một số người dân. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Tà đạo thì nó làm cho con người ta có nghĩa là xa lánh gia đình. Thế rồi thì đôi khi là rời bỏ công việc. Đấy, nó có sự u mê rất là nguy hiểm ở trong vấn đề đó. Tôi thấy là những cái điều đó là nó đi trái ngược với luân thường đạo lý. Cái thứ hai là nó trái ngược với những cái cuộc sống bình thường của dân tộc Việt Nam chúng ta. Người dân là chúng ta không nên tin tưởng vào cái bọn chúa trời, chúa đất đấy. Nói chung là nên cảnh giác. Thưa quý vị, với sự hoạt động ngày càng tinh vi của các tổ chức tôn giáo tự xưng, đòi hỏi người dân cần phải tỉnh táo, có nhận thức đúng đắn, cũng như cần có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi lệch chuẩn, vi phạm quy định của pháp luật. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Thiên Hùng, trưởng phòng tôn giáo Sở Nội vụ xung quanh vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa ông, là qua phản ánh của một số người dân thì thấy rằng là hiện nay đang xuất hiện một số các cái hội nhóm tự xưng là hội Đức Thánh Chúa Trời Mẹ, nhằm tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo và phổ biến một số các cái nội dung tà đạo, ma túy chất tà đạo. Ông có cái quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ? Năm 2017, năm 2018 ấy, thì một số đối tượng tự xưng là hội nhóm Đức Thánh Chúa Trời Mẹ về Bắc Giang thuê nhà để sinh hoạt. Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì các địa phương đã quyết liệt xóa bỏ những tụ điểm sinh hoạt này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, qua theo dõi, nắm bắt thì có một số đối tượng cốt cán cầm đầu có tổ chức sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thông qua cái mạng xã hội bằng hình thức gửi các đường link đến các thành viên để tổ chức sinh hoạt. Hình thức hoạt động của họ có những cái điểm gì khác so với trước không ạ? Thời điểm này thì cái hội nhóm này sinh hoạt tinh vi hơn. Dưới cái hình thức trước đây thì họ thuê nhà mà mời gọi thành viên đến sinh hoạt trong những phòng kín. Tuy nhiên đến thời điểm này thì họ dùng cái mạng xã hội để đưa cái tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo một số những người mà nhẹ dạ cả tin đến tham gia vào cái đường link để sinh hoạt. Hoạt động này của các cái hội nhóm mà không được cơ quan quản lý nhà nước phát hiện và xử lý kịp thời thì có thể dẫn tới những cái hậu quả như thế nào? Nếu như các cơ quan chức năng mà không kịp thời phát hiện, xử lý thì sẽ dẫn đến một số kẻ cuồng tín. Họ sẽ tiếp tục bỏ bê công việc, bỏ bê học tập, rồi bỏ bê gia đình để sa đà vào những cái việc mà hội thánh này tuyên truyền, dẫn đến là xúi giục những người khác làm những việc mà trái luân thường đạo lý, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam mình. Ông có thể cho biết là chúng ta cần có những cái giải pháp gì để nhằm phát hiện và xử lý kịp thời đối với những cái hoạt động trái với pháp luật này ạ? Trước hết là chúng ta cần phải tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và trong các cán bộ, đảng viên, công chức của chúng ta hiểu được và ứng xử phù hợp với cái hội nhóm này, thông qua những cái tuyên truyền về pháp luật, về tín ngưỡng tôn giáo. Cái thứ hai nữa là phải phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục cái lớp trẻ là những cái đối tượng mà ứng dụng công nghệ thông tin khá tốt và cũng là đối tượng dễ bị lôi kéo và dụ dỗ nhất. Cái thứ ba là chúng ta cần phải kiểm soát chặt chẽ trên không gian mạng, tập trung xây dựng cái phong trào nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa và duy trì cái phong trào thể dục thể thao lành mạnh. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Góc Nhìn Thẳng Kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.